ngồi xuống. Lần nào nói mày cũng trả lời hết trơn á. Yeah. Tay này yeah. Tay đâu? Tay bên này. Tay này chỉ thâu cơm gì vậy? Đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Bắp bên ăn gì vậy? Ăn gà với cơm hả?